CRM cho cơ sở khám chữa bệnh được kỳ vọng nâng cao công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và tổ chức thực hiện thủ tục thông báo lưu trú theo quy định của luật cư trú. Công an thành phố đang chỉ đạo công an các phường, đơn vị tăng cường lực lượng, thường xuyên ra quân, tập trung kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Thưa quý vị, lãnh đạo công an thành phố vừa đến thăm hỏi, động viên tặng quà hai cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông công an quận Ngô Quyền bị thương trong khi làm nhiệm vụ kiểm soát trật tự, an toàn giao thông vào trưa ngày 5 tháng 11. Lãnh đạo công an thành phố ghi nhận, đánh giá cao các cán bộ chiến sĩ về tinh thần thực hiện chỉ đạo của giám đốc công an thành phố đã kiên quyết xử lý nghiêm đối tượng vi phạm quy định trật tự an toàn giao thông. Trước đó, triển khai kế hoạch phối hợp kiểm tra chéo vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn quận Hải An và Ngô Quyền. Lúc 13 giờ ngày 5 tháng 11 năm 2023, đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận Ngô Quyền lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại phường Đông Hải 1, quận Hải An. Thời điểm này, có hai nam thanh niên đi xe máy không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông, bất ngờ tăng ga, cố tình phóng nhanh, lạng lách, có ý định bỏ chạy và đâm xe vào hai cán bộ thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận Ngô Quyền đang làm nhiệm vụ. Các đối tượng đã bị cán bộ chiến sĩ tổ công tác khống chế bắt giữ tại chỗ. Trong ngày 5 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hải An đã ra quyết định tạm giữ đối tượng Phạm Ngọc Hùng, sinh năm 1992, trú tại thôn Cao Bạc Đoài, xóm 5, xã Nam Cao, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình, về hành vi chống người thi hành công vụ quy định tại điều 330 Bộ luật hình sự. Từ đầu năm đến nay, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn quận Hồng Bàng được duy trì ổn định và phát triển. Trên địa bàn, hàng hóa bảo đảm lưu thông thông suốt, giá cả các mặt hàng thiết yếu cơ bản ổn định, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng sốt giá. Giá trị sản xuất công nghiệp 10 tháng qua đạt hơn 140 tỷ đồng, bằng 70% kế hoạch năm. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ đạt hơn 43.000 tỷ đồng, bằng 82% kế hoạch năm, tăng 18% so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ ăn uống và lưu trú đạt hơn 5.300 tỷ đồng, bằng 80% kế hoạch năm, tăng hơn 20% so với cùng kỳ. Trong 10 tháng qua, quận Hồng Bàng cấp mới 650 giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Điểm mới trong phát triển kinh tế hộ gia đình trong thời gian qua là quận Hồng Bàng và phường Hạ Lý đã duy trì tổ chức thí điểm phố ẩm thực tại tuyến đường Thế Lữ, góp phần phát triển kinh tế ban đêm. Hiện số doanh nghiệp hoạt động và đóng thuế trên địa bàn quận Hồng Bàng là hơn 2.800 doanh nghiệp. Triển khai các nhiệm vụ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại thành phố Hải Phòng. Công an thành phố tổ chức triển khai mô hình thực hiện thông báo lưu trú qua phần mềm AFM cho cơ sở khám chữa bệnh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Mô hình được kỳ vọng nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và tổ chức thực hiện thủ tục thông báo lưu trú theo quy định của luật cư trú. Thời gian qua, thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội và Công an các quận, huyện đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn đối với các bệnh viện công lập, ngoài công lập, bệnh viện bộ, ngành đóng trên địa bàn thành phố. Bệnh viện đa khoa và các trung tâm y tế có bệnh nhân lưu trú trên địa bàn về những tiện ích trong công tác thông báo lưu trú qua phần mềm ASM do Bộ Công an nghiên cứu, xây dựng trên nền tảng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Sau thời gian thử nghiệm, 115 bệnh viện cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố đánh giá cao những tiện ích do phần mềm ASM mang lại trong công tác đăng ký, quản lý lưu trú. Phần mềm này rất là tiện ích cho bệnh viện và cũng như là cho bệnh nhân đến điều trị khám bệnh. Mỗi một bệnh nhân đến khám khi xuất trình căn cước công dân thì sẽ được bộ phận chúng tôi là điều dưỡng viên sẽ tiếp nhận, nắm bắt được nơi cư trú của bệnh nhân, lúc thời gian vào viện hoặc thời gian ra viện như thế nào. Mô hình thông báo lưu trú qua phần mềm ASM tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố là một trong 43 mô hình triển khai theo kế hoạch phối hợp số 62 ngày 28 tháng 6 năm 2023 của Tổ công tác triển khai đề án 06 Chính phủ Trung ương với Ban chỉ đạo đề án 06 Chính phủ thành phố về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc đề án 06 tại Hải Phòng. Qua đó, giúp cho các cơ sở khám chữa bệnh rút ngắn được thời gian nhập dữ liệu và tự động cập nhật các thông tin đăng ký của bệnh nhân lưu trú, đảm bảo các thông tin được xác thực đồng bộ với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Từ đó, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự và y tế, góp phần thực hiện thắng lợi đề án 06 trên địa bàn thành phố.
Thời gian qua, chương trình đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần được các cấp bộ đoàn toàn thành phố tích cực triển khai thông qua các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Sôi động, nhiệt huyết, bùng nổ. Các sân chơi dành cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố ngày càng được chuyên nghiệp hóa, từ chất lượng đến quy mô tổ chức. Các tiết mục được dàn dựng công phu, những điệu nhảy hiện đại, vui tươi, sinh động đang tạo nên sức hút trong giới trẻ, nhất là học sinh, sinh viên. Cuộc thi này đã mang đến cho tất cả các bạn sinh viên cũng như là các bạn thanh niên trong toàn thành phố một sân chơi thể hiện mình rất là bổ ích và tạo được nhiều thêm những sự đam mê cho những bạn trẻ chưa biết nhảy hoặc là biết nhảy vẫn chưa ngại dám thể hiện mình. Với các bạn trẻ, nghệ thuật còn là một kênh để họ thể hiện mình. Thông qua việc lập nhóm và cùng nhau tập luyện, biểu diễn, các bạn trẻ được giao lưu, chia sẻ với nhau nhiều hơn, tránh xa những tệ nạn xã hội cũng như giảm sự lệ thuộc vào mạng xã hội Internet. Đối với nhiều người họ có thể nghĩ là nhảy chỉ đơn giản là một sự vui chơi. Nhưng mà đối với bản thân em thì em nhận thấy việc nhảy nó như thể hiện được con người của em. Cũng giống như các bạn khác thì bọn em nhảy có thể thể hiện bản thân trở nên tự tin hơn, mạnh mẽ hơn trong cuộc đời, trong cái quãng đường đến tương lai của mình. Nhảy hiện đại là bộ môn nghệ thuật đang được giới trẻ yêu thích và tham gia tập luyện ngày càng nhiều. Do đó, tạo ra các sân chơi chính là cơ hội để các bạn trẻ vừa thỏa sức đam mê, vừa khẳng định được năng khiếu của mình, đồng thời góp phần giáo dục, định hướng thế hệ trẻ về hoạt động văn hóa, nghệ thuật hiện đại trong môi trường phát triển và hội nhập quốc tế. Bên cạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, hàng năm, nhiều doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế đều tổ chức hội thao, giải thể thao đáp ứng nhu cầu của công nhân, lao động trong việc rèn luyện sức khỏe, góp phần xây dựng lối sống lành mạnh, phát huy tinh thần sáng tạo trong công việc. Mới đây, công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Thongway Việt Nam, khu công nghiệp An Dương, phối hợp với công đoàn tổ chức hội thao công nhân viên công ty lần thứ nhất năm 2023 với sự tham dự của gần 800 công nhân lao động. Đây cũng là hoạt động nhằm kế thừa và nâng cao hiểu biết đối với văn hóa doanh nghiệp, tác phong công nghiệp. Tại hội thao, toàn thể công nhân viên người lao động được chia thành các đội thi, hào hứng tham gia nhiều hoạt động sôi nổi như xếp chữ, nhảy flash mob, các trò chơi tập thể cần sự đoàn kết khéo léo của nhiều thành viên như cùng tiến cùng lùi, đồng tâm hiệp lực, kéo co và các hoạt động tự do tại lễ hội vui nhộn. Với công nhân lao động làm việc tại các khu công nghiệp, điều kiện để tập luyện thể thao thường xuyên không có nhiều do áp lực về cường độ, thời gian làm việc. Thi đấu thể thao sôi nổi trở thành hoạt động truyền thống hàng năm đã tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho công nhân người lao động sau những giờ làm việc căng thẳng, giúp tái tạo năng lượng, sức lao động và cổ vũ tinh thần đoàn kết, hợp tác giữa các bộ phận phòng ban, nâng cao hiểu biết về văn hóa doanh nghiệp, từ đó công nhân lao động gắn bó với doanh nghiệp và sản xuất hiệu quả cao hơn. Đồng thời thúc đẩy phong trào rèn luyện nâng cao sức khỏe, thể chất và tinh thần, không chỉ hình thành nét đẹp trong doanh nghiệp mà còn giúp họ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, Công an thành phố đang chỉ đạo công an các địa phương, đơn vị tăng cường lực lượng, thường xuyên ra quân, tập trung kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Từ đầu tháng 9 đến nay, công an các địa phương, đơn vị huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức tuần tra khép kín địa bàn, lập các chốt kiểm tra đo nồng độ cồn đối với các phương tiện ô tô, mô tô. Tất cả các lái xe đều chấp hành khi được tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra. Tôi là một người làm nghề lái xe thì tôi luôn tuyệt đối chấp hành cái việc là không uống rượu bia và đã uống rượu bia thì chúng tôi không tham gia điều khiển lái xe. Cùng với công an các địa phương, đơn vị, ngoài tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố huy động thêm 3 tổ công tác thực hiện các chuyên đề kiểm soát vi phạm tốc độ, chuyên đề kiểm tra xe ô tô đầu kéo container và chuyên đề kiểm tra tải trọng. Thống kê, 9 tháng qua, thành phố xảy ra 39 vụ tai nạn giao thông làm 39 người chết, 11 người bị thương. Đáng chú ý, những ngày gần đây liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông. Các ngành đơn vị chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đồng thời kiên quyết xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây nên các vụ tai nạn giao thông với tinh thần thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình 10 phút vàng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.